tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An vừa xảy ra một vụ cháy rừng. Hơn 900 người gồm dân quân tự vệ, công an, bộ đội quân khu 4 đã tham gia chữa cháy. Do đây là loại rừng thông 15 năm tuổi, lớp thực bì dày, địa hình dốc, diện tích cháy rộng, nguồn nước ở xa nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dập lửa. Những ngày qua, do thời tiết ở Nghệ An nắng nóng từ 39 đến 40 độ C, cùng với đó là gió Tây Nam thổi mạnh là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ cháy rừng cao tại các địa phương trong tỉnh. Do đó, tỉnh Nghệ An khuyến cáo chính quyền các địa phương cần tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống cháy rừng đến với mọi người dân, đặc biệt là trong thời điểm trời nắng nóng kéo dài như hiện nay.